Xin chào các bạn, ngày hôm nay thì mình đang có ở trên tay hai chiếc iPhone, và bên trái là iPhone 7 Plus, bên phải là iPhone 7. Cả hai phiên bản mình mượn về đây đều có màu hồng rất là đẹp, rất là nữ tính. Thật ra là mình cũng đang dùng một chiếc 6S màu hồng, chả sao cả. Vào thời điểm mà sắp sửa ra iPhone thế hệ mới như này thì những iPhone thế hệ cũ giảm giá rất nhiều, và đặc biệt là cái bộ đôi ngay trước nó là 7 và 7 cộng. Hai chiếc máy này đều là máy lock và giá thì cực kỳ là dễ chịu. Ví dụ cái chiếc iPhone 7 lock này thì chỉ có giá từ 8.250.000, và nó sẽ tăng giá thêm tùy màu sắc cũng như phiên bản bộ nhớ. Còn iPhone 7 Plus này thì sẽ từ 11.250.000. Và có vẻ như là năm nay chênh lệch giá giữa hai phiên bản thường và bản Plus nó hơi nhiều, khi mà chênh lệch lên tới tận 3 triệu. Thì cũng đúng thôi, tại vì tất cả chúng ta đều biết là dù là dùng chung con chip nhưng hai chiếc máy này nó sẽ có một số cách biệt rõ ràng. Ví dụ như đầu tiên là cái màn hình kích thước lớn hơn, cùng với đó là độ phân giải cao hơn, sắc nét hơn. Thứ hai là viên pin nó sẽ mạnh hơn. Đây là viên pin 2009 so với viên pin 1960 trên con này, thì rõ ràng là thời lượng sử dụng của con to này nó sẽ cho thời lượng sử dụng tốt hơn. Ngoài ra thì thanh RAM của con to này nó lên tới 3GB, đảm bảo cho đa nhiệm tốt hơn nhiều so với con 2GB của bên phải này. Và cuối cùng sẽ là giá trị nhất là cái camera mặt sau. Tất nhiên là camera chính của nó thì sẽ đều là 12 megapixel giống nhau. Tuy nhiên thì cái iPhone 7 Plus này nó sẽ có thêm một camera phụ. Camera này sẽ làm nhiệm vụ chụp 6.0 tương đối ảo diệu cho chúng ta, và chất lượng của nó đã được khẳng định. Nói chung thì iPhone 6S mình thấy camera của nó thì nó cũng không hơn 6 quá nhiều, thậm chí là có một vài trường hợp nó cũng ngang bằng thôi. Nhưng mà lên iPhone 7 thì coi như là một bước tiến lớn khi mà nó được trang bị ống kính khẩu độ mở to hơn nhiều, từ f/2.2 trên iPhone 6S lên thẳng f/1.8 trên iPhone 7. Cùng với đó là camera này là có chống rung quang học OIS ngay cả phiên bản iPhone 7 bình thường. Và chất lượng ảnh chụp đêm của camera chính này mình đánh giá là nó sẽ ngang ngửa với cả LG G6 của năm vừa rồi luôn, chứ chưa nói là những sản phẩm trước đó nữa. Phần còn lại về thiết kế, về cấu hình có lẽ là mình cũng không cần phải nhắc lại, tại vì thông số nó quen lắm rồi và mình cũng đã nhắc qua rồi. Đó là chip A10 Fusion với lại viên pin hay là thanh RAM của mỗi con máy này thì mình cũng đã nói rồi. Nói chung thì thời điểm này mua iPhone 7 và 7 Plus, đặc biệt là bản lock này rất hợp lý, tại vì giá như các bạn cũng đã thấy rồi. Ngoài ra nếu các bạn có lo ngại về hàng lock thì mình cũng đã thử gắn SIM vào một chiếc máy như này, và mọi cái như bạn nhìn thấy này, nó hiện danh bạ bình thường này, Hải này, bố này, anh Tuấn Anh vân vân, hay là mọi cái iMessage hay là FaceTime mình kích hoạt lên hoàn toàn bình thường hết. Tất cả mọi lỗi đều được SIM ghép này nó giải quyết, và đặc biệt đây là máy phiên bản nhà mạng Mỹ, cho nên là mình chụp ảnh không hề có tí tiếng nào luôn. Nếu như các bạn mua máy lock bản Nhật thì bật cái Live Photo này lên, chúng ta sẽ không có tiếng âm chụp ảnh nữa. Đó, kiểu như thế. Vậy là với SIM ghép mà mua ICT tặng kèm thì chúng ta sẽ giải quyết được mọi vấn đề trên một chiếc máy lock giống như là bộ đôi này. Nếu mà bây giờ nhìn nhận tổng quan về mọi mặt thì bộ đôi này vẫn cực kỳ mạnh mẽ trên thị trường. Nói về hiệu năng thì mạnh nhất thị trường bây giờ có lẽ vẫn thuộc về con máy này, iPhone 7 Plus với chip A10 Fusion 4x và 3GB RAM. Ngoài ra thì camera của nó không hề vớ vẩn một tí nào, và màn hình của nó thì cũng tương đối là đẹp và sắc nét. Nói chung thì đây vẫn là flagship cuối cùng của Apple trước khi chiếc iPhone 8 hoặc là iPhone 7S được ra mắt. Và với mức giá chỉ phải là 11 triệu hơn, chúng ta đã có được một thiết bị gần như mới luôn. Chiếc máy mình mượn này có lẽ là do may mắn, cho nên là nó cực kỳ mới, không có bất cứ một vết xước nào hết. Và nói chung là cảm quan sử dụng cực kỳ là đẹp. Đây, như bạn thấy qua màu hồng này là một trong những màu mà các bạn nữ khá là thích. Cuối cùng thì mình sẽ nhắc qua một chút về phần phụ kiện tặng kèm. Nếu mua máy tại Mobile City thì chúng ta sẽ được tặng hộp đầy đủ phụ kiện full box, đầy đủ phụ kiện luôn nhé, nhớ nhé. Đây là hộp iPhone 7 này, còn 7 Plus thì chúng ta sẽ có hộp có sạc cáp tai nghe, sẽ được bảo hành 12 tháng, cùng với đó là tặng thêm một jack chuyển hay gì đó. Nếu mua bảo hành vàng thì các bạn còn được tặng thêm một ốp lưng cũng như giá màn hình và bảo hành rơi vỡ cho cái mặt kính này. Có nghĩa là nếu mà chúng ta lỡ tay mà làm vỡ mặt kính này thì có thể mang đến thay thế miễn phí trong một lần đầu tiên. Ngoài ra nếu như mà các bạn mua iPhone mà phải bảo hành đến lần thứ 3, có nghĩa là trong 12 tháng sau khi mua máy chúng ta phải mang đi bảo hành đến lần thứ 3 tại Mobile City, thì các bạn được quyền yêu cầu đổi luôn cho một cái máy khác thời điểm đó, mặc kệ là máy đó có hay không. Nếu có phải đổi, còn nếu không có thì Mobile City sẽ hoàn lại tiền cho các bạn đúng bằng cái giá trị của chiếc máy tại thời điểm các bạn mang máy đi đổi. Và như vậy là chúng ta không phải lo lắng gì về vấn đề bảo hành suốt 1 năm sau khi mà chúng ta mua chiếc máy này. Cũng xin chia sẻ qua một chút, đó là vài ngày vừa rồi mình có mang chiếc iPhone 7 Plus này về sử dụng thử. Đây mới là cái lần mà mình sử dụng thực sự một chiếc 7 Plus, tại vì trước đây mình có dùng qua thì chỉ là dùng iPhone 7 bình thường này thôi. Thời lượng sử dụng pin của nó rất ấn tượng, và chiếc máy cũ này, nhưng mà thời lượng sử dụng của nó thì không chê vào đâu được. Ngoài ra thì cả những phần mềm này hoạt động hết sức trơn tru, ví dụ Facebook các thứ. Cái cảm giác dùng iPhone 7 nó vẫn khác hơn so với iPhone 6S của mình, đặc biệt là cái phản hồi rung khi mà chúng ta mở cái gì đó nó có giới hạn. Ví dụ đây, kéo cái này lên một tí thì nó sẽ rung nhẹ nhẹ, cái cục Tactic Engine trong iPhone 7 và 7 Plus hoạt động rất là tốt. Và cái cảm giác của phím home không phải phím home cứng mà là phím home nó kiểu là nhẵn luôn, nó chỉ phản hồi rung lại này,
thì là một cảm giác sử dụng rất là thích. Nếu chúng ta quen dùng phím home iPhone 7 này thì sẽ có lẽ không muốn trở về những phím home cũ nữa. Và những phản hồi rung nó xuất hiện liên tục, ví dụ khi chúng ta kéo cái gì đó đây, ví dụ kéo khi mà ví dụ đang như này, kéo lên hết danh sách rồi thì nó sẽ lại rung một cái, kéo xuống này rung một cái, và những phản hồi rung như vậy mình đánh giá rất cao trên bộ đôi thiết bị này. Mình là một người tương đối khó tính về camera phone trên điện thoại, tuy nhiên thì chiếc máy này đáp ứng hoàn toàn đủ cho cái nhu cầu của mình. Ví dụ như những ảnh chụp bình thường, mình cảm thấy là độ sắc nét, màu sắc của nó rất ok. Hay là đây, một bức ảnh chụp ban ngày, độ sắc nét thì tuyệt vời luôn. Và cái chất lượng chiều sáng phone của nó không hề tệ. Đây như bạn thấy. Đó. Tóm lại với mình thì 8 triệu hơn và 11 triệu hơn cho bộ đôi này là rất xứng đáng cho thời điểm này, khi mà SIM card nó đã fix được mọi lỗi chúng ta đang có. Ngoài ra thì có một điểm phân vân duy nhất, đó là chênh lệch nhau với mức giá là 3 triệu cho bản lock này thì cũng hiện tại cũng hơi cao. Ví dụ muốn tiết kiệm thì 8 triệu hơn cho chiếc máy 7 lock này là hoàn toàn xứng đáng rồi. Còn lại 11 triệu hơn này thì mình thấy khoảng chênh lệch nó hơi cao, mặc dù là những điểm hơn của con cộng so với con thường nó cũng đã rõ ràng. Tất nhiên là tùy nhu cầu của chúng ta nữa. Và nếu như các bạn thì các bạn sẽ chọn mua phiên bản nào? Cùng comment phía dưới video chúng ta cùng thảo luận. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Mobile City. Hãy nhấn vào nút subscribe để cập nhật những video mới nhất và hấp dẫn nhất. Cảm ơn mọi người rất nhiều.